Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NM TV. Hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2020, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ, Anh ra khuyến cáo về dịch virus corona tại Việt Nam. Hôm qua ngày 6 tháng 2, Mỹ và Anh ra khuyến cáo về dịch virus corona ở Việt Nam, trong đó đề cập tới việc người dân nên hay không nên đeo khẩu trang, vốn là một vấn đề nhiều người quan tâm và gây tranh cãi. Theo thông tin trên báo VOA, hôm qua ngày 6 tháng 2, Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội khuyên mọi người không đến các cơ quan trực thuộc của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ hay Trung tâm Hoa Kỳ nếu cảm thấy không khỏe, đã đến hoặc trở về từ Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày qua, đã tiếp xúc với người nhiễm virus corona. Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cũng đề cập tới chuyện có nên đeo khẩu trang hay không, với thông tin nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Liên bang Mỹ CDC khuyến nghị mọi người thường xuyên đeo khẩu trang như một biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang, Cơ quan Ngoại giao Mỹ nói trên Facebook, trong bối cảnh chuyện mua bán và đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề nóng ở Việt Nam mấy ngày qua. Khuyến cáo của Hoa Kỳ được đưa ra 4 ngày sau khi Việt Nam xác nhận thêm một ca nhiễm chủng virus corona, là một Việt kiều từng quá cảnh khoảng 2 tiếng tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của dịch bệnh đang lan rộng trên thế giới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng đã cảnh báo công dân nước này về sự bùng phát virus corona, đồng thời nhắc tới việc chính phủ Việt Nam khuyến nghị công dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Quý vị cần phải tuân thủ với bất kỳ các biện pháp kiểm tra nào của chính quyền địa phương. Bất kỳ ai được xác định nhiễm virus corona, kể cả người nước ngoài, có thể bị cách ly, cảnh báo của Bộ Ngoại giao Anh có đoạn. Phía Việt Nam ngày 6 tháng 2, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona, khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi, và khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp, chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng. Thông tin của chính phủ Việt Nam nói, trích tin nhắn di động của Bộ Y tế gửi người dân trong nước. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, việc đeo khẩu trang khi không có chỉ định gây lãng phí và có thể tạo cảm giác yên tâm ảo, khiến bỏ qua áp dụng các biện pháp bảo vệ quan trọng như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, đồ dùng. Tính trên toàn thế giới, số người tử vong vì virus corona hiện là 638 người, gồm những trường hợp tử vong của một người đàn ông Vũ Hán tại Philippines và 31.481 người nhiễm bệnh, trong đó có 4.824 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Triều Tiên không tiếp nhận nhân viên ngoại giao nước ngoài vì virus corona. Triều Tiên không tiếp nhận các nhà ngoại giao nước ngoài mới được cử đến Triều Tiên vào lúc nước này tăng cường các nỗ lực chế ngự virus corona. Bình Nhưỡng đã thông báo cho các tòa đại sứ về biện pháp này, theo thông tin từ tòa đại sứ Nga đăng lên Facebook và Twitter. Các viên chức ngoại giao cũng như các nhân viên mới không được vào Triều Tiên thông báo trên Facebook ngày 4 tháng 2 cho biết. Tòa đại sứ Nga nói thêm là Bình Nhưỡng cô lập 15 ngày đối với những nhân viên ngoại giao nước ngoài cần vào Triều Tiên không có lý do cần thiết rõ rệt. Sứ quán Nga cho biết thêm, nếu họ rời nơi cô lập trước thời hạn 15 ngày, họ sẽ bị cô lập trở lại. Triều Tiên cũng áp dụng các biện pháp cô lập đối với các nhà ngoại giao và các nhân viên các tổ chức quốc tế làm việc tại nước này, và giới hạn họ trong các tòa nhà của đại sứ và những khu cư trú, theo thông tấn xã TASS của Nga. TASS cho biết là Bình Nhưỡng cũng cấm người nước ngoài vào các khách sạn và nhà hàng ở Triều Tiên. Các biện pháp mới được đưa ra sau khi Triều Tiên tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 và ngưng các chuyến bay và xe lửa tới lui Trung Quốc từ hôm thứ Sáu. Thưa quý vị, WHO cảnh báo dịch virus corona tại Trung Quốc chưa lên tới đỉnh điểm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện vẫn còn quá sớm để nói rằng Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao của dịch virus corona.
Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia về các vấn đề khẩn cấp hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, rất khó để đưa ra dự đoán về diễn biến của dịch virus corona. Dịch này khởi phát từ thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, từ cuối tháng 12. Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn giữa của một đợt bùng phát dịch mạnh mẽ, ông Ryan cho biết. Các vòng lây nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra và chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm dịch trong những ngày tới. Tuy nhiên, ít nhất ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đang ổn định, ông Ryan phát biểu trong cuộc họp báo. Mặc dù vậy, 4.000 ca hoặc gần 3.700 ca nhiễm virus corona được xác nhận trong một ngày không phải là điều đáng ăn mừng và chắc chắn vẫn là mối lo ngại lớn, chuyên gia của WHO nhấn mạnh. Hiện số ca nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được xem là tâm dịch, vẫn liên tục tăng, chiếm tới 80% tổng số ca nhiễm. Tuy nhiên, chúng ta không còn thấy sự gia tăng số ca nhiễm virus tương tự tại các tỉnh khác ngoài Hồ Bắc. Chúng ta cũng không còn thấy số ca nhiễm virus tăng ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan, ông Ryan nói thêm. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 30 tháng 1 chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra. Việc tuyên bố một dịch bệnh nào đó là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu của WHO là đòi hỏi các quốc gia phải đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn chặn dịch ở quy mô quốc tế. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Hồng Kông tiết lộ thiết bị phát hiện virus corona trong 40 phút. Các nhà khoa học cho biết thiết bị trên có tính hiệu quả về chi phí xét nghiệm cũng như có thể cầm tay và đã được đưa vào sử dụng ở một số địa phương của Trung Quốc. Một nhóm nhà khoa học Hồng Kông ngày 6 tháng 2 cho biết họ đã sáng chế một thiết bị xét nghiệm virus corona có thể đưa ra kết quả trong 40 phút. Người đứng đầu nhóm các nhà khoa học trên, giáo sư vật lý Wee Chau Win thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông nói rằng thiết bị này sẽ kiểm tra các mẫu chất lỏng trong cơ thể người nghi nhiễm bệnh và phát hiện ra virus corona nhanh hơn bao giờ hết. Điều tuyệt vời nhất là nó xét nghiệm nhanh và có thể cầm tay. Thiết bị này đã được đưa vào sử dụng tại hai thành phố ở Trung Quốc và có ít nhất một chiếc được đưa tới tỉnh Hồ Bắc. Chúng tôi đã gửi thiết bị này tới rất nhiều nơi và hy vọng mọi người có thể sử dụng nó, SCMP trích lời giáo sư Win nói. Sự đột phá này được công bố trong lúc nhiều chuyên gia y tế cảnh báo rằng tại Trung Quốc đang thiếu thốn trầm trọng các trang thiết bị xét nghiệm virus corona. Do vậy, các số liệu thống kê người nhiễm virus corona nhiều khi không được cập nhật chuẩn xác. Nhiều thiết bị xét nghiệm hiện nay trong các phòng thí nghiệm sẽ mất khoảng 90 phút đến 3 tiếng đồng hồ mới có thể xác định được chủng virus corona trong cơ thể người bệnh, do phương pháp gia nhiệt luôn chậm hơn trong quá trình xét nghiệm ADN, hay còn gọi được biết đến là phản ứng khuếch đại gen PCR. Phương pháp PCR này đã từng được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông. Giáo sư Win nói, với việc sử dụng một phương pháp khác để có thể tăng nhiệt độ nhanh chóng đến mức tiêu chuẩn, nhóm của ông đã bắt đầu chế tạo thiết bị xét nghiệm sau khi họ nhận được mẫu bệnh phẩm virus corona từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. 61 ca nhiễm virus corona trên du thuyền 3.700 người ở Nhật. Giới chức Nhật Bản cho biết họ phát hiện thêm đến 41 ca nhiễm mới trên du thuyền hơn 3.700 người đang bị cách ly ngoài khơi Yokohama, nâng tổng số ca nhiễm lên 61 trường hợp. Giới chức Nhật Bản trong 2 ngày qua đã cho chuyển 20 bệnh nhân nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess đến các bệnh viện đất liền để cách ly và điều trị. Ngày 7 tháng 2, cơ quan y tế nước này tiếp tục xác nhận thêm 41 trường hợp dương tính với chủng virus corona trên du thuyền chở 3.700 người, đang nâng tổng số ca nhiễm lên 61 người. Nhóm ca nhiễm mới có 21 người là công dân Nhật Bản, theo AP. Những ca nhiễm mới thuộc nhóm 171 người còn cần được xét nghiệm. Các nhân viên y tế Nhật Bản hiện đã hoàn thành xét nghiệm cho toàn bộ 273 người có triệu chứng nghi nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess, theo Japan Times. Bộ Y tế Nhật Bản Kazunobu Kato nói sẽ không thay đổi quyết định cách ly 14 ngày cho toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền. Tổng số bệnh nhân được giới chức y tế Nhật Bản xác nhận nhiễm virus corona đã lên đến 86 người. Không có bệnh nhân nào trong số 61 ca nhiễm trên du thuyền xuất hiện triệu chứng nặng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kato từ chối gộp 61 bệnh nhân trên tàu Diamond Princess vào tổng số ca nhiễm toàn quốc do phát hiện bệnh nhân trước khi họ đến Nhật Bản. Ông khẳng định Nhật Bản chỉ làm đúng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO
khi cho xét nghiệm và số bệnh nhân dương tính với virus tại Nhật Bản chỉ mới 25 trường hợp. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.